Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm cái con này là con cưỡng, con cà cưỡng á. Nó kêu rất là hay, và mọi người cùng trải nghiệm. Con này là nuôi lâu rồi nó biết nói nha mọi người. Nó bông bông rất là đẹp.